Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình xin mời các bạn đi từ thị trấn Phú Lộc thuộc huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng đến thành phố Bạc Liêu trên tuyến quốc lộ 1A cùng với mình nhé. Đây là tuyến quốc lộ 1A, đoạn địa bàn của thị trấn Phú Lộc, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng. Phía trước là cổng chào huyện Thành Trị. Đây là cầu Phú Lộc. Hôm nay mình sẽ đi từ thị trấn Phú Lộc, huyện Thành Trị, tỉnh Sóc Trăng đến thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu trên tuyến quốc lộ 1A. Đây là ngôi Phước Đức Cổ Miếu và khu hành chính của huyện Thành Trị. Thị trấn Phú Lộc nằm ở trung tâm của huyện Thành Trị, có vị trí địa lý phía đông giáp huyện Mỹ Xuyên, phía tây giáp thị trấn Hưng Lợi, phía nam giáp tỉnh Bạc Liêu, phía bắc giáp các xã Tân Tức và Thành Trị. Thị trấn Phú Lộc gồm có 11 ấp là ấp 1, ấp 2, ấp 3, Bào Lớn, Công Điền, Nàng Rền, Phú Tân, Đẩy Mới, Hạnh Điền, Sa Mau 1 và Sa Mau 2. Thị trấn Phú Lộc có diện tích là 25,79 km2. Về lịch sử của thị trấn Phú Lộc, năm 1926, người Pháp chia tỉnh Sóc Trăng thành 4 quận là Châu Thành, Kế Sách, Long Phú và Phú Lộc. Năm 1932, Thống đốc Nam Kỳ quyết định giải thể quận Phú Lộc. Đến năm 1941, Thống đốc Nam Kỳ quyết định thành lập lại quận Phú Lộc. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, quận Phú Lộc được gọi là quận Thành Trị. Thành Trị là một huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Huyện Thành Trị nằm ở phía tây nam của tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng 32 km. Có vị trí địa lý phía đông giáp huyện Mỹ Xuyên, phía tây giáp thị xã Ngã Năm, phía nam giáp huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, phía bắc giáp huyện Mỹ Tú. Thành Trị là huyện nông nghiệp thuộc vùng nông thôn của tỉnh Sóc Trăng, nằm trong vùng đất ngập mặn thuộc bán đảo Cà Mau. Huyện Thành Trị có địa hình tương đối bằng phẳng, hệ thống kinh rạch phủ đều khắp huyện, rất thuận lợi để phát triển kinh tế, nông nghiệp.
Huyện Thạnh Trị có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 2 thị trấn là thị trấn Phú Lộc, là Huyện Lỵ và thị trấn Hưng Lợi, và 8 xã là Châu Hưng, Lâm Kiết, Lâm Tân, Thạnh Tân, Thạnh Trị, Xuân Tức, Vĩnh Lợi và Vĩnh Thành. Huyện Thạnh Trị có diện tích là 287,18 km2. Dân số năm 2019 là 73.596 người, gồm 3 dân tộc chính là Kinh, Hoa, Khmer. Dân cư của huyện phân bổ không đồng đều giữa các đơn vị hành chính, xã, thị trấn. Đa số tập trung với mật độ cao tại các khu vực trung tâm, nơi có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế. Về giao thông đường bộ, hệ thống giao thông đường bộ của huyện Thạnh Trị gồm tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn của huyện với chiều dài là 6,3 km. Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng nhất nối với tỉnh Bạc Liêu về phía Nam và các huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng, huyện Châu Thành, Kế Sách, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long về hướng Đông Bắc. Đây là một lợi thế quan trọng trong vùng. Quốc lộ 61B từ quốc lộ 1A tại thị trấn Phú Lộc qua thị xã Ngã Năm đến thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang với chiều dài 11,21 km, mặt đường láng nhựa rộng 6 m. Đây là tuyến đường quan trọng thứ hai của huyện nối với tỉnh Hậu Giang. Về giao thông thủy, huyện Thạnh Trị có mạng lưới giao thông thủy khá phát triển. Qua địa bàn huyện có 4 tuyến đường thủy do tỉnh quản lý với chiều dài là 39 km và 125 km. Tuyến sông Kinh do huyện quản lý với tổng chiều dài là 463,2 km.
Đến đây là hết địa bàn của thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Bắt đầu vào địa phận của tỉnh Bạc Liêu trên quốc lộ 1A. Đây là địa bàn của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Huyện Vĩnh Lợi nằm ở phía đông của tỉnh Bạc Liêu. Huyện nằm ở cửa ngõ đi vào thành phố Bạc Liêu. Có tuyến quốc lộ 1A chạy qua khoảng 10 km, nằm cách thành phố Bạc Liêu 10 km. Có vị trí địa lý phía đông giáp huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, phía tây giáp huyện Phước Long và huyện Hòa Bình, phía nam giáp thành phố Bạc Liêu và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, phía bắc giáp thị xã Nga Năm và huyện Thạnh Trị của tỉnh Sóc Trăng. Huyện Vĩnh Lợi là huyện cửa ngõ phía đông của tỉnh Bạc Liêu, kết nối với tỉnh Sóc Trăng qua tuyến quốc lộ 1A. Huyện Vĩnh Lợi có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 1 thị trấn Châu Hưng và 7 xã là Châu Hưng A, Châu Thới, Hưng Hội, Hưng Thành, Long Thạnh, Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng A. Đến đây là cầu xã Bảo, cầu Châu. Đến trạm thu phí Bạc Liêu trên quốc lộ 1A.
Trước đây, huyện Vĩnh Lợi có diện tích là 631 km. Sau khi tách phần phía Tây Nam để thành lập huyện Hòa Bình vào tháng 7 năm 2005, huyện Vĩnh Lợi còn lại 24.942 ha diện tích tự nhiên và 91.915 người. Sau khi chia tách để thành lập huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi là huyện có diện tích nhỏ nhất của tỉnh Bạc Liêu. Theo thống kê dân số của huyện Vĩnh Lợi, ngày 1 tháng 1 năm 2021 là 102.169 người, trong đó dân số thành thị là 15.052 người và dân số nông thôn là 87.117 người. Huyện Vĩnh Lợi là huyện nông nghiệp có sản lượng lúa gạo lớn nhất toàn tỉnh và có giống lúa tài nguyên đặc sản. Đường vào xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Đến đây là địa bàn của thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Thị trấn Châu Hưng nằm ở trung tâm của huyện Vĩnh Lợi. Thị trấn Châu Hưng gồm có 8 ấp là ấp Bà Chăng, Cái Dày, Mặt Đây, Nhà Thờ, Tân Tạo, Thông Lưu Bê, Xẻo Chích và Xẻo Lá. Thị trấn Châu Hưng có diện tích là 32,88 km2.
đến đây là khu chợ của thị trấn Châu Hưng. Tỉnh Bạc Liêu nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cách thành phố Hồ Chí Minh 280 km về phía Bắc, có vị trí địa lý phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang, phía Đông và phía Bắc giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Tây và phía Tây Nam giáp tỉnh Cà Mau, phía Đông và Đông Nam giáp với Biển Đông. Theo thống kê điều tra, ngày 1 tháng 11 năm 2021, tỉnh Bạc Liêu có 918.207 người, trong đó dân số thành thị là 255.248 người, dân số nông thôn là 662.959 người. Bạc Liêu có 3 dân tộc chủ yếu là Kinh, Hoa và Khmer. Sự hòa quyện văn hóa giữa 3 dân tộc đã tạo cho Bạc Liêu một nền văn hóa riêng biệt. Từ văn hóa ẩm thực cho đến phong cách sống, giao tiếp hàng ngày. Về du lịch, thế mạnh du lịch của Bạc Liêu là du lịch sinh thái, du lịch biển với những cảnh quan thiên nhiên độc đáo như vườn chim, vườn nhãn, đồng thời với những di tích lịch sử văn hóa như tháp cổ Vĩnh Hưng, đồng Lộc Nạn, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và các đình chùa. Sự hấp dẫn của du lịch Bạc Liêu còn ở những nét độc đáo trong ẩm thực, trang phục, lễ hội dân tộc và một bộ phận dân cư người Khmer và người Hoa.
Đến đây là hết địa bàn của thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, đến địa bàn của phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Đây là vòng xoay trung tâm của thành phố Bạc Liêu. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.